I start to sail on these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Chắc chắn nếu mà nói đến ốc thì ai cũng nghĩ ngay đến ốc biển này, ốc sông này, ốc ở trên ruộng đúng không nào? Và bởi vì là ốc là một cái món ăn rất là bổ dưỡng và đây là một cái món ăn rất là dân dã đúng không? Nhưng hôm nay thì VTA sẽ giới thiệu với các bạn một cái món ăn, đó là món ốc mà ở trên núi, người ta gọi là món ốc núi. Nhưng mà chúng ta sẽ không có ngay để ăn đâu, mà chúng ta sẽ phải đi rừng bắt ốc núi. Và hiện tại thì VTA đang có mặt ở ngay ở xã An Phú, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng theo chân một gia đình, đó là gia đình của anh Quỳnh. Và chúng ta sẽ đi bắt ốc núi. Nào, hãy cùng đi nào, let's go. Và đây là nhà anh Quỳnh, chúng ta đã đến nhà anh Quỳnh rồi. Xin chào. Đây là Quỳnh và đây là một người bạn của VTA. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến thăm nhà anh Quỳnh. Một lát nữa thôi thì VTA sẽ cùng với anh Quỳnh và em của anh Quỳnh, đó là bạn Nghĩa, sẽ đi bắt ốc rừng. Ở đây gọi là ốc núi đúng không? Ốc còi à? Ốc núi, ốc còi. Okay. Cái ốc này là bao giờ thì nó mới có nhỉ? Tháng 4, tháng 5 là lúc đấy nó mới có đúng không? Đấy có, bây giờ cho đến tháng 9. Okay. Rồi. Ơ vậy là cứ mình cứ một tuần, tức là một tuần mình đi 5 đến 6 ngày luôn. Kinh khủng nhỉ. Mùa này, ví dụ mùa này là ốc, mùa khác là nó sẽ như thế nào? Nếu mà mùa khác thì ví dụ như rau, thì măng, thì là nhiều cái khác trên rừng. Mùa nào cũng thế. Vậy thì chứng tỏ trên rừng nó cung cấp cho mình hơi bị nhiều ấy chứ nhỉ. Đây như vậy rồi, đây là cái nghề đi rừng rồi còn gì? Đấy là một nghề. Phải thế chứ. Như thế thì biết hết rồi, thông thạo hết rồi. Nhưng mà cái rừng ở đây nó rộng không Quỳnh? Rộng mấy trăm hecta. Quá trời nhỉ. Quá trời. Vậy thì thoải mái luôn. Nhưng mà xung quanh mình có nhiều người đi không? Ở đây đa số là quanh đây chỉ có thôn em là hay đi. Quỳnh là ba cháu rồi. Dạ màn quá nhờ. Em cưới năm 2010. 10 năm rồi. Tức là 20 tuổi đã cưới rồi. Vâng. 20 tuổi em. Wow, ôi. Ông này đúng là tuổi trẻ tài cao. Mình hôm nay mới đưa có đứa. Mới đang có đứa rồi. Quỳnh là ba đứa này, sướng nhờ. Quậy. Vất vả lắm anh ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi rừng với Quỳnh và Nghĩa. Đây là các bạn đang ở chuẩn bị đồ đi rừng này. Đó, phải mang cái tất cao như thế này đây. Đây là con dao để chuyên đi rừng nhá. Buộc một dây đây vào rừng chặt. Cái này sao? Cái này ai đeo? Em đeo. Quỳnh đeo nhá. Như thế này thì nó kín quá rồi, tốt quá rồi. Đi tránh gai nó cao. Đúng rồi. Mình đây chứ, mình như thế này thì mình cũng phải kéo cao lên tí. Ok, nhất trí. Và các bạn biết đây là gì không? Đây là cái đèn pin. Cái này á không thể thiếu khi đi rừng được, bởi vì sẽ đi vào ban đêm. Đó, cái này sẽ đội lên đầu đúng không Quỳnh nhỉ? Vâng. Lát nữa mình mới đội chứ.
Vâng. Ok. Bây giờ thì và ta sẽ cùng với Quỳnh và Nghĩa bắt đầu hành trình theo chân và ta nhé. Đây kìa. Bây giờ anh em mình đi nhá. Đi. Rồi. Đi bộ. 4 cây số. Rồi. Được. Rồi. Đẹp thế. Ôi đây đồng lúa đẹp thế. Ở đấy được cái không khí trong lành nhỉ. Vô rừng là hết sóng điện thoại luôn. Rồi. Ở đây đến đây mình thấy không khí nó thích thật đấy. Sướng thật đấy. Ở đây không khí rất trong lành. Đúng rồi. Nó khác ở thành thị nhá. Thành thị đó, nó ngột ngạt lắm. Đây về đây nó khác hẳn luôn. Ở trong em cảm nóng thế này nhưng mà tối thì ngủ đắp chăn. À. Nó lạnh ấy hả? Trời như này là tối nay là không mưa rồi. Đúng không? Thấy ngửi thấy cái mùi hương của rừng rồi đấy. Đây đúng không? Vâng, đây. Nhớ đấy, gửi xe ở đây xong cái là sẽ đi bắt đầu hành trình đi vào rừng. Anh em mình đi bộ vô trong đây à? Vâng, đi trong này anh ạ. À đây. Đi lối này đúng không? Dạ vâng. Để cháu đi nhá. Vâng ạ. Đi nào các bạn. Và từ giờ đây mà vào tới rừng là sẽ đi mất một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Và sẽ đi là 4 km. Ngày hôm qua trời ở đây có mưa. Nên là ở đây này là cái đường nó vẫn đang còn bùn. Đúng là Quỳnh đi rừng quen nên đi tốc độ rất là cao. Mình bắt theo còn muốn xỉn người. Bây giờ thì đã vào đến khu vực chân núi và chuẩn bị đi vào rừng này. Đây là cái lối mòn, nó bé tí thế này thôi, chỉ vừa đi thôi. Hôm nay hãy trải nghiệm cái hành trình đi vào rừng bắt ốc núi. Ông này đi nhanh thật đấy. Toát mồ hôi.
kia có một cái cánh đồng sen kìa. Đẹp chưa? Và đặc biệt của ngày hôm nay á là chúng ta sẽ không phải đi ban ngày nữa. Bây giờ là 6 giờ kém này. Bây giờ là 6 giờ kém. Chúng ta sẽ đi đến 2 giờ sáng. Mình chỉ cần dừng lại mình nói một cái là hai ông kia đã bắn đi thật xa rồi. Bây giờ trời sáng này, trời đang còn sáng này, tranh thủ chụp vài tấm ảnh. Chỗ này đẹp quá. Có một cái cánh đồng sen luôn. Nhưng mà chụp sao là chắc. Và ta đang đến một cái dốc đá. Và chúng ta đang tiến sâu vào trong khu rừng này. Ở đây là hoàn toàn những lối đi này, lối đi lối mòn thôi. Những lối đi tự nhiên. Và bà ta phải nhanh chóng để bắt kịp với anh Quỳnh và Nghĩa đang đi phía trước kia. Cách mình 50 mét rồi. Các anh này khỏe quá. Đi phong á. Đường hôm nay nó vẫn còn nước. Bùn nó vẫn đang còn nhão này. Nên là đi nó vẫn đang bị dính dày. Đến đây là Pate ra đầy mồ hôi rồi. Mà các anh vẫn cứ đi. Kìa. Vẫn đi chứ. Mình đuổi quá. Quá trời mệt luôn. Mới kịp á. Giờ thì chúng ta đã tiến vào rất là sâu rồi. Đây là bắt đầu vô vào trong rừng sâu rồi. Chúng ta đã đi được hơn 1 km hơn rồi. Nhưng mà tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Một hành trình còn dài phía trước. Các bạn ơi, đây có một cái tổ mối này. Cái này là mối đấy các bạn. Toàn bộ đây là những con mối nó làm này. Đây có những con mối này. Đây, móc ra cho các bạn xem này. Này, đến đây quay ra đây này. Này, mối đây này. Thấy không? Này nó bám lên mình. Con mối này nó cắn cũng đau lắm nha. Các bạn theo tổ mối không? Đó. Đấy, thấy không? Mình sẽ lấy cái cây mình gậy cho các bạn xem. Gậy cho các bạn tí nhá. Này. Đó, thấy mối không? Đấy. Mấy con mối này. Nhiều mối lắm, thấy không? Này, mối này. Đấy. Và toàn bộ cái ụ này là do mấy con mối bé tí này. Toàn bộ luôn nhá. Những con mối này nó xây lên cái ụ này đấy. Đây là lâu đài của nó, nhà của nó nhá. Chúng ta đi tiếp đây. Chúng thôi bị bỏ xa luôn. Đường đi vào đây càng ngày càng trơn, càng ngày càng ướt, nên phải đi hết sức cẩn thận. Và hai bên cái cỏ nó mọc um tùm luôn. Ô kìa, mấy đàn cò luôn kìa. Vừa ta mới thấy chỗ này đẹp quá nhở. Những cái vết nó của những cái cây nó xước lên da đau lắm đấy nha. Nên là đi thì các bạn hãy đi bằng áo tay dài, đừng có để chơi trần như bọn ta nhé. Cái hồ đấy hồi trước là nó là như nào Quỳnh ơi? Trầm mà. Các bạn nhìn coi, đường không có nó mà đi luôn này, phải đi len lỏi dưới cây. Và hoàn toàn tự nhiên đấy hả? Hay quá. Đây có núi đá này, núi đá vôi. Và ở trên kia mình thấy có một cái tảng đá bé bé, nhìn hay thế. Giống như là một đứa trẻ con. Vã hết mồ hôi ra rồi. Đẹp quá.
một bầu trời quá đẹp luôn. Để quay cho mọi người thấy cái bầu trời kia kìa, đẹp là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy đi nguy hiểm không? Thấy dã man luôn các bạn ạ. Các bạn có nghe thấy tiếng thở của bà ta, thở không ra hơi luôn đây. Nhưng mà Quỳnh với Nghĩa thì rất khỏe luôn kìa. Đấy, cho mọi người xem hai ông anh, hai bạn kìa, khỏe quá. Uống nước tí nhá, đây có nước này, lấy nước cho anh em uống nhá. Đây, chúng tớ thì quyết định là đi dừng lại làm miếng nước. Nghĩa ơi, cầm bình này đi. Nghĩa bình, anh bình. Nghĩa cầm bình, anh cầm bình nhá. Thầy Nghĩa ơi. Ok. Dân nhất trí. Ôi, đi lối nào lên đây? Kia là anh Thành. Anh Thành quay đi cùng bạn mình đó và hai anh em mình đi. Anh Thành quay camera đang là phờ người luôn. Và hôm nay mới anh Thành thấy sao? Đây mới là đi rừng đúng không? Các bạn nhìn con đường đi. Không có đường đâu. Chỉ là núi mòn thôi. Và hôm nay thì đây là Quỳnh này. Quỳnh đang nghỉ một tí. Nếu mà không có hai anh em mình thì bây giờ thì Quỳnh đã đi đến chỗ làm rồi đúng không? Đấy, và có hai anh em mình nên Quỳnh dừng lại một tí để cho anh em mình nghỉ ngơi một tí. Chúng tôi đi không đổi. Và đồng thời thì ngắm nhìn cái chỗ, các bạn nhìn thấy không? Cái cảnh hoàng hôn rất là đẹp trên đỉnh núi. Phê chưa? Mắc phê luôn phải không? Này, mọi người cùng hò hét cái nhờ. Này, đây là này, Nghĩa này cũng đang là phê hút thuốc. Và tôi thì không hút thuốc. Mà các bạn thấy là đây, như là tắm á. Đi trong đây á. Vừa rồi thì bọn mình vừa vượt cái con dốc này. Các bạn nhìn thấy cái con dốc này này. Các bạn thấy con dốc này á, rất là khó leo đây, nó thẳng đứng như này đây. Trơn lắm. Và tại vì đúng rồi, thì con dốc này nó thẳng đứng bởi vì bọn mình lên núi đó. Phê thế hả? Đến đây thì thực sự là nếu mà mấy ngày mà không có Nghĩa đi cùng thì Quỳnh như nào? Quỳnh đi mình à? Có sợ không? Thế à? Có một mình trong rừng thế này mà 1 giờ đêm đi nhiều nó thành thói quen, sợ nhỉ. Nhiều khi nhà, bọn em đi này nếu mà ở nhà tầm nửa tháng rồi thế này muốn đi nhẹ này nó nhớ đi nhiều thành thói quen. Lên tới đây là thở không ra luôn này. Các bạn thấy biết là đi trên đi cái này á, hai bên nó là lá cây. Và hôm nay cái hành trình này chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm, đó là chúng ta sẽ đi vào rừng và đi vào lúc chiều. Bây giờ đang là chuẩn bị tối rồi và một lát nữa thôi chúng ta sẽ không thấy đường đi và rất khó để đi, nên là bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ ngắm cái hoàng hôn này, cái cảnh này quá đẹp ở gần cái đỉnh núi nha. Và trong khi tất cả các anh em đang là nghỉ ngơi thật sự thì các bạn đây là lần đầu tiên mà Tờ Tia cảm thấy đi nó phê thế này. Mặc dù là mới đi mà chắc khoảng 2 cây mấy 3 cây nhỉ? 3 cây không?
hơn 3 cây rồi. Hơn 3 cây rồi các bạn. Lắm mệt. Đây và lần nữa chúng ta nhìn ngắm núi rừng vào lúc hoàng hôn nhé. Đấy, trời đang là vẫn đang còn sáng nhưng mà thực ra các bạn đang nhìn thấy sáng nhưng thực ra ở đây nó đang bắt đầu ngà ngà tối, các bạn thấy không? Đó, trời bắt đầu ngà ngà tối rồi. Và trời nó có vẻ âm u hơn rồi đúng không? Nó không còn ánh sáng như bình thường như ánh sáng ban ngày nữa ha. Đó, các bạn có thể cảm nhận được rồi. Đó, và phía dưới kia cả các bạn, như các bạn để ý nó là cái hồ lúc nãy mà chúng ta đi ngang qua. Chúng ta đi từ cái dãy núi đằng trắng trắng đằng xa đó, đó. Bây giờ chúng ta đã đi lên lọi theo cái đường này. Bây giờ chúng ta lên trên tới đây. Đó, và cuối cùng là cái con đường này. Lát nữa chúng ta sẽ chưa hết đâu, chúng ta sẽ đi qua cái dốc kia. Cái dốc chỗ anh Thành đang ngồi á. Đó, chúng ta đi cái dốc đó lên trên cái đỉnh đó luôn. Đó, đấy là cái lối lên đỉnh. Và vượt qua cái đỉnh núi này hả Quỳnh ơi? Vâng ạ. Wow, đấy chúng ta sẽ vượt qua cái đỉnh núi đó. Đó, cái đỉnh này qua cái chỗ này. Các bạn thấy phê không? Và sẽ phải trèo núi nha. Và đừng rời khỏi màn hình nhé, bởi vì hành trình của chúng ta sẽ còn tiếp tục. Sau khi mà nghỉ 10 phút thì bọn mình lại tiếp tục lên đường. Và chúng ta cũng có thể thấy là trời đã bắt đầu sẩm tối rồi. Tối hẳn rồi đấy. Và trời tối này là một cái thách thức cực kỳ lớn luôn. Vì các bạn đang thấy là bọn mình đang phải trèo núi. Và nếu mà trời tối rồi là chúng ta sẽ rất khó để nhìn, không thấy gì luôn. Đây. Hoàn toàn là không có một cái gọi là cái bậc biết gì được xây hết á. Bây giờ trời tối hẳn rồi và sẽ đi phải đi rất là cẩn thận. Phải dùng đèn pin rồi à? Chỗ này trơn này. À. Bây giờ thì trời tối rồi, ta phải dùng đèn pin đi đường nhé. Đây. Trời đã sập sạng tối rồi. Chúng ta đang đi cái hành trình là xuyên rừng vào buổi tối. Nếu các bạn thấy cái hành trình này nó thú vị và nó đang hấp dẫn các bạn, đừng quên like nhé và comment ý kiến của bạn nhé. Hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới nha, để tiếp thêm động lực cho bọn mình đang rất là mệt. Các bạn có nhìn thấy mặt của bà Tia không? Ê trời, đi vào cuốn luôn. Khi đi này tôi mới thấy là phục Quỳnh đó, Quỳnh ạ. Cực kỳ phục Quỳnh luôn. Bởi vì một mình mà đi ở trong tối như này, từ 6 giờ chiều cho đến 2 giờ sáng. Sao? À, đã có những con ốc này này. À đây. Đây là con ốc đầu tiên. Con ốc đầu tiên bắt được rồi. Bây giờ bỏ chỗ đâu? Cầm tay, cầm có tay một con nào? Thì cầm tay. Lúc nào thì tới đầy tay mình cho tôi bao. Úi. Wow. Đau quá. Vừa rồi vừa bị té, đau quá. May không sao không. Bởi vì mải mê chiến lợi phẩm đầu tiên. Hơi ê cái đầu gối tí. Thôi phải đi hết sức là cẩn thận. Mưa bị trơn. Đúng rồi, nó trơn này. Nên là vừa rồi bị té xuống này. Rất là đau. Đau các bạn ạ. Hơi đau một tí. Cố lên. Lá cây rừng như kia hả? Đó. Cái chỗ nào lá cây nó dày dày à? Ok, đã hiểu. Cẩn thận. Có con này bám tảng đá. À, đã hiểu. Tức là những cái chỗ mà cây nó dày dày. Mình thử soi xem có không. Chưa thấy con nào. Ở đây chắc không có. Có. Không. Tiếp. Mông đá này. Được.
Vậy là không phải như chúng ta tưởng là cứ vào rừng là một đây là đây đâu, mà vào rừng là phải đi tìm lùng sục, không phải là cứ vào rừng là có nha các bạn. Đi buổi tối các bạn chú ý một điều, đó là trên những cái nhánh cây này hết sức chú ý. Đi trong rừng các bạn là nó sẽ có rắn nên các bạn không phải để ý nha, bởi vì chúng ta không biết được là những con rắn, đặc biệt là những con rắn rắn lục á, nó rất là nhiều rắn lục ở trong rừng, nên các bạn chú ý hết sức cẩn thận nha. Nhớ là đừng rời khỏi màn hình bởi vì hành trình chúng ta còn tiếp tục. Ô, đây cái nấm à? Nấm độc. Nấm độc á? Sao biết nấm độc? Mình đâu ăn được đâu. À thế à, đây là nấm độc đấy nha. Mình cũng biết ăn. Đây là chỗ bắt chưa em? Đây là cái nơi mà chúng ta, các bạn ạ, đây là cái nơi mà chúng ta sẽ bắt đầu là đi bắt ốc. Và bây giờ thì Pata sẽ tham gia bắt cùng anh em. Chúng ta sẽ có cái hành trình bắt ốc nhá. Đi bắt ốc với Pata nào. Ok, sẽ cố gắng à, cố gắng bắt cho các bạn, cố gắng là quay cho các bạn cái trải nghiệm này, trải nghiệm của những người đi rừng ban đêm để bắt những con ốc. Các bạn biết đấy là không phải đơn giản để có những con ốc để cho chúng ta ăn đúng không? Và đặc biệt đây là ốc rừng. Đây. 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 À đây có một con ốc này. Đây. Thấy không? Phải rất là để ý mới có được con ốc như thế này. Đó, đã bắt được một con rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi bắt nhá. À kìa. Có ốc rồi. Bây giờ là cứ mò thôi đúng không? À, như vậy là kinh nghiệm để bắt ốc là phải để rất là hết sức để ý. Và mình sẽ phải đi vô ngóc ngách đúng không? Ok. Giờ bà bé cũng sẽ đi bắt. Không có con ốc nào không? Thật sự mà nói, à đây này. Đây rồi. Đây. Đây là một con ốc này. Và các bạn thấy không? Nó nằm này mình đâu có biết nó như thế nào đâu. Nhưng mà không biết có phải ốc đi chết rồi. Ôi, mình xui quá. Mình bắt một con ốc mà nó chết rồi. Thôi, lại tiếp tục nỗ lực tiếp, đi tìm tiếp. Tức là đây những cái con phải có cái vây như thế này đúng không? Vậy. Ok, để anh biết. Đây anh nhìn thấy hai con nhưng mà toàn hai con chết là sao? Đây như loại ốc này ăn ngon. Thế à? Ốc này vỏ nó cứng nhưng ăn cực kỳ ngon. À, nó tròn tròn như vậy. Vâng đúng không ạ. Ừ rồi. Đi bắt tiếp. Đi được nha. Đây anh nhìn thấy hai con nhưng mà toàn hai con chết là sao? Đây như loại ốc này ăn. Thế à? Ốc này vỏ nó cứng, ăn cực kỳ ngon. À, nó tròn tròn như vậy. Vâng, đúng rồi. Ừ, rồi. Đi bắt tiếp. Đi lượm nha. Và ta đã vào đây là... ở đây bây giờ là cách ở ngoài bìa rừng là hơn 4 km rồi nha. Đã 4 km rồi. Và tất cả bây giờ anh em ở đây là làm việc trong tối hết. Toàn bộ làm việc trong tối hết. Không có... Tất cả phải nhờ vào những cái ánh đèn pin như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy ha. Đó và... Để bắt những cái con ốc mà các bạn hay thấy là... Ở cái khu vực mà Xuân Mai á. Mà để bắt những con ốc như vậy đó. Mà để cho chúng ta mua về chúng ta ăn á. Thì anh em phải đi rừng buổi tối như thế này nè. Và hôm nay thì vào TA. Đi cùng với cái trải nghiệm này cùng với anh em. Để đi... bắt cùng và để cho mọi người cùng thấy, cho các bạn cùng thấy là cái nỗi cực khổ nha, sự khó khăn và cái công sức để bắt được những con ốc nó rất là mất là nhiều công sức đó, các bạn có thể nhìn thấy rồi, rất là cụ thể luôn, rất là rõ ràng nhá. Bây giờ thì anh em mình sẽ tản ra bắt ở Quỳnh và tập trung ở đây đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi bắt ốc. Đây rồi, đây bỏ luôn vào đây con này nữa. À con này chết rồi. Okay. Rồi tiếp tục đi, mãi mới được một con vậy mới thấy giá trị. Và các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé. Cái này mọi người có nhìn mặt mình không? Mọi người nhìn thấy đúng không? Và nó hơi tối một tí. Và bởi vì Pata đang ở trong rừng
rất là tối và các bạn đã nhìn thấy này, hơi nước đã bốc lên trên tay của người ta luôn, trên mặt mũi luôn. Rất là ở trên đây là vô đây thì nó rất là mệt. Và bây giờ thì người ta đang tham gia đi bắt ốc và người ta muốn qua cái video clip này để truyền tải cho các bạn là một cái trải nghiệm của những người đi rừng và nó như thế nào và những cái gì mà họ bắt được á, nó là những con ốc, những con cua chẳng hạn, thì nó phải đổ bao nhiêu là công sức luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ lao động tiếp nha, đi tiếp nào. Nhớ là các bạn hãy nhớ like cái video clip này nhá, like cái hành trình này nếu các bạn thích nhá. Và các bạn hãy comment cái ý kiến của các bạn dưới đây nhá. Giờ chúng ta sẽ bắt tiếp, phải tập trung bắt cho bằng được. Chết rồi, thấy không? Đâu phải cứ con ốc nào mà nhìn thấy là nó là sống đâu. Đây rồi, mãi ở trong đây mới bắt được một con này. Đây rồi. Ush. Trời ơi. Đấy, lâu lâu mới bắt được con này, mình phải tăng năng suất lên thôi. Không phải lúc nào chỗ nào cũng có anh Thành ạ. Nó kiểu như là nó hoặc là nó chưa ra hoặc là như nào á, không thấy nó đâu á. Ít quá. Để bắt được những con ốc thì mình sẽ phải soi từng cái ngóc ngách. Đây, mình cũng đang phải soi như thế này. Mà nó cũng không phải dễ có đâu. Hoặc là do cái kinh nghiệm của mình chưa có nhiều, nên là mình chưa bắt được nhiều. Thì không biết có phải vậy không? Mà chắc là phần nhiều là vì như thế đấy. Là do mình chưa có nhiều. Bò lồm ngồm hả? Anh vừa bắt thêm được hai con nữa này. Đây, anh bỏ vô với. Đấy, mới nói là không phải là tự nhiên mà có mấy con ốc để cho anh em mình ăn đâu nhé. Thì ra mình đang bị mấy con mối nó cắn nên thấy cảm giác nó đau đau các bạn. Ban đêm là mình nhìn mấy cái con này nó mới ra này, những cái con gọi là con giun, con giun, con rết gì này. Đây là giun này. Rết à? Rết hay giun? Thế à, con rết đấy, một con rết rừng đấy, nhưng mà rết này nó bé thôi. Đó, giờ ban đêm nó mới ra. Wow, đi xuống đây là cả một câu chuyện nhá. Bởi vì cái này là một cái mỏ sắc lắm. Những cái đá này sắc cực kỳ luôn. Đấy, quá trời luôn. Đến đây là có rồi. Và các bạn à, đến đây thì chúng tôi bắt được nhiều hơn hẳn luôn rồi. Mình cứ để ý ở dưới và nghe nó ở trên. Bây giờ sẽ phải kinh nghiệm sẽ lại cả dưới đất và ở cả phía trên những cái vách đá. Bởi vì những cái con ốc này nó sẽ ở trên cả những vách đá và trên cả những cái cây này nữa này. Và hôm nay các bạn đã đi theo chân Pertea, các bạn thấy rồi đấy. Đi bắt ốc là đi phải mò mẫm như thế này đây, giữa ban đêm. Khi mọi người đang ngủ thì anh em chúng tôi đi bắt ốc. Này, nấm bắt đầu nó lên. Nhưng nấm đấy không, bé quá không ăn được. Khu này có ốc nhưng mà nó nhỏ. Wow, Quỳnh đã có được măng rồi. Quăng Quỳnh đã vừa này có được một búp này, thích chưa? Măng này ăn sống được nhỉ? À đấy à? À phải chế biến mới ăn đúng không? Đây. Bây giờ ăn thì ăn được một hai miếng là say. Thế á? Nó say á? Đó. Vậy nên là cái măng này là không có phải là dễ dàng là ăn được ngay đâu nhá. Bây giờ chúng ta xem Quỳnh đấy lấy măng này. Hai búp rồi. Ok. Rồi. À. Thì ra đó là măng. Quỳnh đã lấy được một bốn cái măng luôn. Quá trời măng nhá. À, đây là những cái măng như thế này sẽ được chế biến thành những cái món một là làm chua, măng ớt đấy, măng chua này, măng ớt này. Hai là làm thành cái gọi là món măng khô. Ba là măng tươi bỏ vào trong phở, trong bún để ăn, bún măng, miến măng đấy.
những cái món về măng. Rồi, cái này cứ để đây. Rồi, ok. Lát, đây là thành tích và lát nữa chúng ta sẽ lấy. Đi rừng như này á, thì Quỳnh có thấy mệt không Quỳnh? Thấy thoải mái. Các bạn thấy, mình thì thấy mệt vào giờ đi, Quỳnh thì thấy thoải mái. Chắc là quen rồi đúng không? Ê, chết. Mình vừa bị ngã sao? Mình thì thấy phê luôn mà Quỳnh thì thấy thoải mái. Cuối cùng thì cũng có được vài con. Trời ơi. Đến khu này có bắt đầu có nhiều hơn rồi. À, con ốc ở đây càng về đêm thì nó sẽ càng bò ra và chúng ta sẽ càng bắt gặp và dễ bắt hơn. Quỳnh ơi, à, anh bỏ ra. Rồi. Rắn, có rắn, có rắn. Đây là con rắn lục này. Lấy được một cái búp măng. Hồi nãy ngoài kia là mấy búp nữa. Đây này có mấy búp mới này. Búp mới nhỏ. Ừ. Và nấm bắt đầu nó nở quá trời luôn. Nhưng mà nấm này có ăn được không? Không, này, nấm này không ăn được à? Ok. Ê, thôi có được chỗ ngồi ngon quá. À, phê thật đấy. Đây này. Đây. Ốc và măng này. Đã bắt được cái này cũng là mấy cân rồi. Và măng thì nhiều lắm. Đấy. Bên kia cũng thế cả. Đấy. Còn măng đây thì nhiều. Nghỉ đây tí hả? Có cách nào mà kiếm cái nước mà từ nước rừng uống không? À, thì sẽ có đúng không? À, trên đường đi về nhà mình á hả? Ok. Rồi kìa con ốc bung ra. 3-4 cân đấy nhờ. Thì mới bắt đầu thôi nên được 2. Được mới được 3 cân thôi các bạn. Tổng cộng được 3 cân. Và tất cả làm bắt đầu thì hiện tại bây giờ anh em sẽ nghỉ đây khoảng 10 phút rồi tiếp tục sẽ đi tiếp. Nhìn Quỳnh này, đầu tóc này đó như là tắm luôn. Đây mình này cũng không khé kém đúng không? Nên là các bạn ạ, đây là nghĩa này, thấy không, đầu tóc này, tất cả anh em đều là như tắm ấy, anh camera cũng như tắm luôn, các bạn thấy không, rất là cực luôn. Để mà có được những cái cân ốc này thì mọi người khi mọi người đang ngủ á thì ở đây là anh Quỳnh Nghĩa này. Quỳnh và Nghĩa là bây giờ là 8 giờ tối sẽ phải đi đến khoảng 2 giờ sáng để mà đi bắt, để có những cân những cái con ốc để chúng ta có những cái để cho buổi sáng ngày hôm sau thì những con ốc này sẽ được đưa ra chợ và nó sẽ được mua về để được chế biến trong những cái món ăn như là món ốc luộc, ốc hấp xả, ốc hấp bia xả, hay là ốc nướng, hay là đủ một cái thể loại ốc xào, ốc xào chung ngọt, đủ một cái thể loại luôn, hay là bún ốc, đấy, mắm ốc, rồi cái gì nữa, cái gì ốc, ốc chờ chuối, ốc chuối, ốc mang vân vân, rất là nhiều cái món, à, và bởi vì ốc là một cái món ăn rất là ngọt, lạnh và mát, đấy, nên là đây là một cái món ăn mà người Việt Nam chúng ta rất là quen thuộc rồi ha. Nhưng mà đặc biệt đây là ốc không phải là ốc dưới bùn, ốc dưới ao hay là ốc biển, mà đây là ốc ở trên rừng. Và các bạn đang thấy là bọn ta cùng với Quỳnh và Nghĩa và anh Thành, đây bốn anh em chúng ta đang đi ở trong rừng buổi đêm như thế này đây, khi mọi người đang ngủ ha. Hãy dành cho cái hành trình này một like nhé. Các bạn hãy dành cho hành trình một like, và hành trình chúng ta vẫn còn tiếp tục và còn sẽ còn rất nhiều điều hấp dẫn nữa. Đừng rời khỏi màn hình nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đi sau khi mà bọn mình nghỉ một chút. Cái gì đây? Cây nó mọc nữa. Không phải, đây không phải gốc cây. Cái này là cái gì?
nó là cái gì á, nó mềm mềm giống như nấm á. Này có nước này, uống được không ta? Không, đừng uống à. Bọn mình đang bắt gặp một cái con sâu này đấy, đụng nó là thu lại, hay không? Đấy, nó cu thu lại luôn này, hay không? Nhưng mà bỏ xuống là nó sẽ nó sẽ nhả ra, bọn mình sẽ thả nó xuống đá đi, đó ở cái hốc đá như vậy. Rồi kia có cái con gì cả, và đây là một cái hang, chỗ này để trú mưa là tuyệt vời luôn. Con này con gì nhở, ghê không, giống con nhện đấy nhở, ghê chưa cả đấy, nó kìa, wow, giống như con nhện đấy. Và đây là một cái hang này thì nếu đi rừng thì có thể trú mưa ở đây, nếu gặp mưa thì có thể trú ở đây đấy, và đó là cách duy nhất để tránh mưa trên rừng thôi. Một cái hang rất là to. Bọn mình đến đây bọn mình không còn nước rồi, chuẩn bị 2 bình nước, 3 lít nước mà không đủ, thiếu nước, nên là bọn mình bây giờ sẽ chặt chuối để lấy nước uống. Đi chặt chuối đây, Quỳnh sẽ chặt chuối ha. Đây mình tránh ra nha, nước của bạn à, nhả về đây. À, một cây chuối to này, mình sẽ hạ cây chuối này xuống rồi cho nó một phát nữa đấy. À, đây là cứu tinh của chúng tôi, vì chúng tôi hết nước rồi. Chắc là nhiều nước đúng không? Đấy. Như này là gặm rồi. À, bây giờ cứ gặm cái này đúng không? Các bạn, à, đây. Giờ sẽ gặm cái này. Ừ, nhiều nước lắm. Và ăn được cái không? Ăn được hết luôn. Wow. Ừ, hơi dài ốc ỏi. Đúng rồi, mình bỏ cái này đi. Ừ. Có nước rất là nhiều. Trời ơi, ngon quá. Ừ. Cái lõi bên trong này ăn được luôn nha. Cái lõi này cũng ăn được luôn. Chỗ nào già thì bỏ đi. Ngon quá. Ừ, rất là ngon. Nó nhiều nước, ngon thật. Cái ở trong không nhiều nước bằng cái ở ngoài. Cái ngoài nhai nhỏ bá nhiều nước. Ngon, ở ngoài nó nhai nhỏ bá. Đúng đói thì ăn phải non. Ờ. À. Đúng khát thì ăn phải ngoài. Ừ, đúng. Anh thấy cái ngoài nhiều nước hơn. Ngồi đó ăn tí nha. Nhai một tí là được ha. Đúng. Hoàn toàn từ thân chuối. Không có cái gì dơ bẩn cả. Nhai ở ngoài thì
nó già, không ăn được cái gì chúng ta ăn nước. Con này như ăn mía. Thật sự là đây là cứu tinh đó. Chứ thật sự là khát lắm rồi. Em nói chứ khát lắm rồi. Có gì đó. Có gì á? Ừ. Người ta nói nhá, trong cái thân chuối này nó có chất, rất là nhiều chất. Chứ không phải là không có chất đâu, là chất nó tốt nha. Và bọn mình đang là ăn chuối rừng để giải khát. Chắc phải chặt một vài cái mang đi em ạ. Khi nào khát? Là chặt. Chặt. Đó kìa, nó có sẵn đúng không? Chặt. Cái chặt ra là bỏ đầu. Ừ. Ăn được đúng không? Chỗ này anh thấy ăn được hết này. Sau khi mà ăn miếng chuối xong thấy người nó khác hẳn, đỡ khát hẳn luôn. Bây giờ thì chúng tôi đang bắt đầu đi ra ngoài. Và khi chúng ta đang ở trong rừng như thế này các bạn, bây giờ nếu mà không có Quỳnh và Nghĩa thì thật sự làm sao mà ra được khỏi đây. Chỉ có duy nhất là ngủ lại đây luôn thôi. Đó, và bây giờ thì bọn mình đang đi ra ngoài nha. Nha. Và trên đường đi này chúng bọn mình sẽ tiếp tục tìm kiếm những con ốc tiếp. Và các bạn ạ, bây giờ thì bọn tớ ra được tới lán trại ở đây rồi. Bây giờ là 11 giờ. Chú này cũng quê hương ở đây nhỉ? Là... Dạ. Cháu người Sài Gòn. Em hoàn toàn ở đây, nói chung là anh em là quen biết thế nào mà... Dạ, quen biết với Quỳnh đây. Thì bây giờ là 11 giờ đêm. Bọn tớ đã đi bắt được mấy cân ốc, mấy cái măng. Và hôm bây giờ... không nói nổi nữa. Thật sự là rất mệt nhưng mà rất là vui và là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ luôn. Bây giờ thì sẽ ngồi đây khoảng 10-15 phút nghỉ ngơi, sau đó bọn tớ lại tiếp tục lội bộ để đi ra ngoài. Đây, Quỳnh dẫn đường, và nếu mà không có Quỳnh dẫn đường thì thật sự là đừng có nói là ra cái nổi cái rừng này đi. Đừng có ra nổi luôn. Bởi vì đâu cũng như đâu ấy. Không đi được ấy chú ạ. Sợ thế. Đi mà vô đấy coi như là mất phương hướng luôn. Nhất là buổi tối nha. Không thấy phương hướng đâu ấy. Và toàn là trèo. Trèo và trèo thôi. Thì khu vực này là khu vực rừng bảo vệ. Nên là rừng nó rất là dày. Và hoàn toàn ở đây thì cái đường á là không chưa có được làm gì hết á, và phải leo hết rồi nên là mệt, thật sự là mệt. Bọn đó đi 6 tiếng đồng hồ liên tục nên là mệt quá, rất là mệt. Đặc biệt đi buổi tối á nên là mình bị mất phương hướng và nhiều khi bị chật đá. Ok, cái trải nghiệm này rất hay phải không? Là bây giờ thì chúng tôi đã gần kết thúc hành trình rồi, kia đã là nhà rồi. Đấy, kia đây là nhà rồi, và đó là chỗ mà chúng tôi chuyển xe đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra nốt cái đoạn cuối cùng này và sẽ trở về nhà. Về rồi. Bây giờ thì bà cha và các anh em đã đi trên, ngồi trên xe máy, cảm giác rất là mát, đã luôn. Đây mình đang lắc lư cái đèn và một cảm giác là thật là phê. Đã quá Quỳnh ơi. Đó, anh cảm thấy là khâm phục đấy, ngày nào mà em cũng đi như thế này
khâm phục thật. Là khâm phục thật, mồ hôi đầm đìa luôn. Tất cả vì cuộc sống nhờ. Cực mát luôn. Và bây giờ là 12 giờ đêm. Wow. Không đóng cửa xe à? Thế à? Đâu? Thế à? À thế à? À thế à? Ok. Đâu có xe đâu. Ok. Và các bạn ơi, thôi ở đây tối quá, vô đây đi. Tuyệt vời luôn. À, xin thưa các bạn là của ta đã hoàn thành cái trải nghiệm là cùng với Quỳnh. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, ra đây tí. Chúng tôi ổn, chúng tôi ổn. Đây là Quỳnh. Đây trải nghiệm này cùng với Quỳnh và Nghĩa và anh Thành. Bốn em tới là có một cái trải nghiệm là đi tìm hiểu cái công việc bắt ốc ở núi và ở trong rừng. Và các bạn qua cái hành trình vừa rồi các bạn cũng đã thấy công việc cực kỳ vất vả, đi rất là mệt. Đây ai về cũng như này đây. Đâu và ướt hết. Và ai cũng ướt hết toàn bộ toàn tập luôn. Mệt lắm các bạn ạ. Cực kỳ mệt luôn. Đây, giờ tuy nhiên thì thành quả đó là giờ đã bắt được một bao ốc rất là to và ngày mai nó sẽ được đưa ra chợ để và phục vụ cho bà con. Đó, và rất là cảm ơn, cực kỳ cảm ơn Quỳnh đã cho mình tham gia cái trải nghiệm này nhá. Rồi hy vọng là sau này sẽ có nhiều cái trải nghiệm nữa và trong những chuyến đi khác cùng với Quỳnh và cô Nghĩa nhá. Đó, đấy là như thế nhá. Ok, và bây giờ thì nếu các bạn thích Quỳnh, nếu các bạn thích cái trải nghiệm này và các bạn thích cái hành trình của chúng tôi, thích cái công việc của Quỳnh là người rất là đam mê đi rừng, thì các bạn hãy dành cho video clip này một like và đừng quên là subscribe kênh để chúng ta đón chờ những video clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.